Xin chào nhà, rất vui vì anh em đã quay trở lại channel của mình cùng với nhà Call of Duty Mobile. Ok, thì anh em đều biết là chúng ta bắt đầu vừa có một giải đấu đúng không? Và để tiếp sức cho anh em trong giải đấu lần này, ở clip này mình sẽ cho anh em 5 điều để anh em có thể cải thiện chiến thắng trong mỗi trận đấu của mình, dành cho những anh em nào chưa biết, những anh em nào mới chơi và những anh em nào chưa đủ tự tin. Lỡ đâu sau clip này anh em luyện tập được xong rồi lại thành tay to, lại thành pro player thì sao nhở? Xong rồi đi bắn giải thoải mái luôn đúng không? Thế ok, và 5 điều mà mình muốn chia sẻ cho anh em hôm nay là gì? Giờ chúng ta sẽ bắt đầu luôn với cả điều đầu tiên. Let's go! Điều đầu tiên, cải thiện khả năng aim, cụ thể là ghim tâm và vị trí đặt tâm. Hai điều này có thể sẽ định nghĩa anh em đang là một người chơi dở hay đang là một người chơi tốt. Nên việc ghim tâm và vị trí đặt tâm sẽ là hai điều quan trọng nhất trong vấn đề này mà mình muốn đề cập đến. Điều đầu tiên đấy chính là vị trí đặt tâm. Vị trí đặt tâm mỗi lần kê hay là chuẩn bị giao tranh hay lúc đang di chuyển sẽ là yếu tố cực kỳ quan trọng để quyết định xem pha bắn nhau sắp tới của anh em mình sẽ có tỷ lệ thắng cao hơn hay là thấp hơn đối phương. Hãy luôn để ý nha, để ý giúp mình nha anh em. Lúc di chuyển thì anh em đừng bao giờ để tâm thấp như thế này là cái thứ nhất này. Đấy là cái điều tiền. Cái thứ hai là đừng bao giờ để tâm quá cao như thế này, mà hãy luôn luôn giữ tâm ở khoảng cách giữa như này giúp mình nhá. Anh em căn thế nào khoảng cách giữa tầm giữa bụng này, ví dụ như con boss này, thì anh em hãy luôn luôn để tâm ở khoảng bụng và ngực. Bởi vì sao? Vì anh em đều biết khi mà anh em ở rank cao thì mỗi người chơi sẽ đều có những cái kỹ năng như nằm bắn, nhảy bắn và lướt bắn. Thì việc để tâm ở khoảng giữa bụng và ngực thì việc cái xử lý những cái pha mà đối phương nằm xuống thì anh em kéo tâm xuống cũng dễ, mà nhảy lên thì anh em kéo tâm lên cũng đơn giản. Đấy là đặt tâm. Còn bây giờ là ghim tâm. Ghim tâm thì để đơn giản nhất, tôi sẽ để link clip tôi hướng dẫn anh em cải thiện khả năng aim cụ thể nhất, gồm 5 bài luyện tập. Link ở ngay bên dưới thôi, anh em xem xong clip này thì anh em xuống xem tiếp clip ở dưới cho nó đầy đủ nhá. Cái này cực kỳ là quan trọng đấy. Vì nếu mà tôi nói luôn ở đây thì nó sẽ hơi bị lâu và nó bị dài, nên anh em xem clip riêng thì nó sẽ là tốt nhất. Đã, ok, thì đấy là cái điều đầu tiên. Cái điều này thì thực sự là anh em luôn luôn cần phải để ý và gọi là lưu ý giúp mình nha. Bởi vì rất nhiều người quên và nhiều người không để ý. Nếu anh em xem stream của những kiểu cao thủ player hay là những giải đấu thì anh có thể để ý khi họ di chuyển hay họ kê thì họ luôn luôn để tâm chuẩn. Lúc đấy thì mình luôn luôn sẽ có lợi thế, bởi vì anh em đều biết là sát thương ở ngực sẽ luôn luôn mạnh hơn sát thương ở chân, và sát thương ở đầu luôn luôn mạnh hơn sát thương ở ngực đúng không? Nếu anh em kê chuẩn thì chắc chắn là những viên đạn của mình sẽ có lợi thế hơn những viên đạn của đối phương rồi. Đó, thì đây là điều đầu tiên. Bây giờ anh em mình sẽ tiếp tục đến với cả điều thứ hai. Điều thứ hai là ngắm trước và bắn trước. Người ta còn gọi là pre-aim và pre-fire đấy mọi người. Đây là hai thứ sẽ giúp cho anh em có thêm những mạng hạ gục dễ hơn và nhiều hơn, cực kỳ là hiệu quả. Đầu tiên là ngắm trước. Việc ngắm trước sẽ giúp cho anh em là sự chủ động trong tình huống. Mỗi khi anh em đứng kê hay đang chiếm điểm hay là đang thủ điểm, anh em nhớ cho tôi là nếu anh em ngắm trước thì chắc chắn là mình sẽ nhanh hơn đối phương ít nhất là một thao tác lên ngắm. Và đồng nghĩa với việc mình sẽ có thể được bắn trước và lợi thế sẽ là của mình. Chỉ một thao tác là bấm nút bật ngắm lên thôi, không có lý do gì để anh em lười hay là chủ quan đúng không? Nếu anh em có theo dõi clip tôi nhiều ấy thì thấy mỗi lần là tôi đi qua một góc mới hay là đang đứng kê thì chắc chắn là tôi sẽ bật ngắm lên trước luôn. Thứ nhất là làm như thế là mình sẽ luôn luôn trong tư thế sẵn sàng bắn, thấy địch là bắn được luôn, không cần phải đợi lên ngắm. Thứ hai, như tôi đã nói ở trên thì đấy là anh em sẽ luôn luôn được bắn trước và tạo lợi thế. Mình bắn trước một hay hai viên trúng thôi là đủ để thắng trong một cuộc giao tranh rồi đúng không anh em? Còn bây giờ là bắn trước, pre-fire. Đây sẽ là bước để anh em counter lại những cái ông ở trên, những cái ông ngắm trước, để cân bằng lại thế chủ động. Ý mình là khi mà anh em đã xác định được kiểu đối phương đang chiếm điểm hay là đang ở một cái vị trí đấy kê sẵn rồi thì không việc gì anh em mình phải đợi đến khi mà mình nhìn thấy họ rồi thì mình mới bắt đầu phải nổ súng. Bắn trước luôn, bắn thẳng vào trong đấy luôn, trượt vài viên đầu cũng được. Nhưng như thế thì mình sẽ lấy lại được cái thế chủ động và giành lại được lợi thế. Vậy nên nếu mà anh em kết hợp được cả hai cái việc này lại thì trong mọi tình huống anh em đều sẽ biết cách để lấy lợi thế, lấy cái sự chủ động. Thế nên khi mà mình làm những cái clip như này thì anh em hoàn toàn có thể chia sẻ cho bạn bè và mọi người cùng biết nha. Đừng có ỉm ỉm một mình ai lại làm thế đúng không? Đây là tôi giúp anh em thì anh em phải giúp thêm những người khác nữa nhở. Hai cái hành động này thì anh em sẽ phải luyện tập khá là nhiều đấy. Tuy là lý thuyết là như thế thôi nhưng mà thực hành thì chắc chắn sẽ là một công chuyện khác. Nên anh cần phải ghi nhớ và luyện tập thường xuyên, khi đó mới có thể tạo thành thói quen được. Nên mình chúc anh em thành công nhá. Nếu mà anh em thành công rồi thì quay ở đây comment vào clip này, gọi là anh em đã thành công và gọi là đã cải thiện được một phần nào trong mỗi trận đấu của mình nhá. Đấy là điều thứ hai. Bây giờ anh em mình sẽ đến với cả điều thứ ba. Điều thứ ba, hãy luôn tận dụng tối đa tất cả các góc, các điểm cover trên bản đồ mỗi khi anh em mình giao chiến.
Vì chắc chắn là anh em đều biết là trong CODM của mình thì đa phần chỉ có những cái khẩu sniper là có khả năng bắn một viên trúng mình là mình thẹo. Còn gần như những cái cây súng trường khác hay những cái tiểu liên thì đều không có khả năng one hit hay bắn vào đầu là mình đi luôn. Nên việc chỉ hở phần ngực hay phần đầu sẽ luôn tạo lợi thế hơn cho mình mỗi khi mình bắn nhau, đúng không anh em? Nên mỗi khi mà đứng kê hay là kể cả việc đi tanh, khi nhìn thấy đối phương nếu xung quanh mình là đất trống thì không nói làm gì. Nhưng nếu mà anh em có khả năng hay trước mặt là một cái xe thôi thì đừng vội nổ súng. Hãy lướt đi hay di chuyển thật nhanh tới vị trí cover rồi hãy bắt đầu bắn. Có thể anh em sẽ bắn chậm hơn và có thể bị bắn trúng trước 1 tới 2 viên đạn. Nhưng nếu mà anh em đã có cover rồi thì chắc chắn những cái viên đạn tiếp theo của đối phương sẽ khó mà có thể bắn trúng mình tiếp. Mà lúc đấy sẽ là lúc mà anh em mình trả đạn. Để thực hiện được bài tập này thì em phải thực sự bình tĩnh trước mọi tình huống. Đừng hoảng loạn mỗi khi bị bắn trúng. Hãy bình tĩnh xác định hướng của đối phương đang bắn mình và di chuyển tới một nơi khuất mà họ không thể bắn mình nữa và quay lại rồi xử lý. Nghe thì có vẻ đơn giản thôi, nhưng mà để làm được cái bài tập này thì anh em sẽ phải luyện tập rất là nhiều. Không phải tự dưng mỗi bản đồ đều sinh ra những cái chướng ngại vật mà nó nằm giữa đường đâu anh em. Không phải để anh em nhảy qua hay là anh em mình kiểu bắc cua đâu. Mà đấy là những cái điểm để anh em mình trốn vào, anh em mình nấp đi để anh em mình bắn. Lý do cả đấy mọi người. Thì đấy là cái điều thứ ba mà mình muốn nói đến. Đây là một cái lỗi khá cơ bản của những anh em mới chơi là luôn đứng giữa đường và cố bắn đối phương. Nếu mà mình tay to hơn thì không nói làm gì rồi, nhưng nếu mà ngang tay hay là tay bé hơn thì mình phải biết tìm lợi thế cho bản thân, đúng không mọi người? Ok nhá, thì đây chính là điều thứ ba mà mình muốn nói đến. Bây giờ mình sẽ đến về điều thứ tư. Điều thứ tư, cái này nó sẽ hơi khoa học một chút nha. Thì đấy chính là vấn đề về sức khỏe và tinh thần của anh em mỗi khi chơi game. Cái này khoa học nhá mọi người, mình nói thật đấy. Làm việc gì cũng thế thôi, không cớ là chơi game. Mình phải luôn có sức khỏe tốt nhất và tinh thần thoải mái nhất khi chơi game thì anh em mình mới có thể có cái kết quả tốt nhất được. Về sức khỏe, anh em đừng có thức đêm để cố gắng chơi thêm 1-2 trận để làm gì. Vừa tốn thời gian tìm trận này, vừa ảnh hưởng đến sức khỏe đúng không? Mà hãy ngủ đủ giấc đi, ăn uống đầy đủ vào, rồi hôm sau sức khỏe tràn đầy thì trận đấu mới có kết quả tốt được. Còn về tinh thần, hãy đừng chỉ vì 1-2 trận thua của ngày hôm trước hay là vừa xong làm ảnh hưởng đến tâm trạng nguyên một ngày cày cuốc của anh em mình. Sau mỗi trận thua hãy gạt bỏ những cái ý nghĩ tiêu cực như là cay quá đi, bắn như thế này còn thua đi. Hãy coi như là xui thôi và mình làm lại. Còn nếu thắng rồi thì anh em hãy luôn giữ cái nhiệt, cái vui mừng của trận đấu đấy để tiếp tục cho những trận thắng tiếp theo. Hai cái yếu tố này luôn đi kèm với nhau nha mọi người. Để tôi kể cho anh em một chuyện nhá, kiểu có một hôm nhá, tôi bị thiếu ngủ, thế là hôm đấy tôi phờ phạc vãi chả trưởng. Xong rồi kiểu vào định quay cho anh em mấy cái clip ấy, nhưng mà bắn ngu, cực kỳ ngu luôn, bắn không thể bắn nổi luôn ấy. Kiểu cảm giác cứ bắn đi đâu ấy, xong rồi kiểu bấm còn trượt nút. Thế là tức chứ mọi người, càng cố thì lại càng cay, càng cú. Thế là nguyên ngày hôm đấy mình chẳng làm ăn được một cái gì cả. Rồi hôm sau mình ngủ đủ giấc, mình ăn uống đầy đủ, mình tỉnh táo lại, bắt đầu một ngày mới bùng nổ thì anh em tin tôi đi, kết quả chắc chắn sẽ là khác biệt. Mình chơi game là để giải trí đúng không anh em? Nên đã giải trí rồi thì phải healthy và tinh thần phải thoải mái thì mới có thể giải trí được. Đây chính là cái điều thứ tư. Nó là như kiểu một chút về khoa học, một chút về cái cuộc sống của anh em mình thôi. Nhưng mà tin tôi đi, không đùa đâu. Cái này cực kỳ là quan trọng đấy nhá. Ok, bây giờ thì anh em mình sẽ đến với cả điều cuối cùng. Và điều cuối cùng, chăm chỉ. Đây là yếu tố gần như không thể thiếu khi mà anh em có làm gì đi nữa, chăm chỉ luyện tập hàng ngày. Những cái bài tập này của tôi thì nghe có vẻ lý thuyết đấy, có vẻ mất thời gian đấy, nhưng mà tin tôi đi, nếu mà anh em chăm chỉ luyện tập mỗi ngày chỉ cần 15 phút hay 20 phút thôi, từ những cái bài khởi động này, những cái bài đặt tâm, những cái bài lia tâm, thì chắc chắn là anh em sẽ thấy được cái sự khác biệt. Chăm chỉ chơi mỗi ngày thì mỗi ngày anh em mình sẽ có thêm những cái kiến thức khác nhau sau mỗi trận, những cái điều mới, những cái bài học của người này, người kia. Những cái bài tập này của tôi thì tất cả là đều từ những cái trận đấu của tôi, để những cái giờ chơi của tôi mà đúc kết ra để chia sẻ cho anh em. Chăm chỉ không phải là anh em kiểu mỗi ngày chơi một trận trong vòng một tháng xong rồi anh em bảo là tôi luyện cả tháng rồi có khác gì đâu. Không phải nha mọi người. Đặt ra cho mình một cái lịch trình, mỗi ngày mình sẽ luyện tập khoảng tầm 5, 10, 15 phút này, chơi trong bao nhiêu trận này, mục tiêu là anh em mình được bao nhiêu điểm trong ngày hôm nay, thắng bao nhiêu trận. Mỗi ngày dành khoảng chỉ tầm 2 đến 3 tiếng để chơi game thôi, đừng có chơi quá nhiều nha. Chơi nhiều là bị lú, rồi bị nghiện luôn đấy mọi người. Chăm khác mà nghiện khác nha. Mình chơi game chứ đừng để game chơi mình. Thế nha, không phải là tôi bảo anh em rèn luyện chăm chỉ là tôi bảo anh em chơi ngày chơi đêm là anh em nghiện đâu ấy. Thế là chết thôi nha mọi người. Ok thì thôi, chắc là 5 điều này của mình đến đây gần như là kết thúc rồi. Thì đây chính là 5 điều mà để cải thiện cái chiến thắng của anh em, cải thiện cái tỷ lệ thắng của anh em sau mỗi trận, mỗi lần giao chiến.
Nếu mà anh em thấy clip này nó thực sự nó bổ ích thì đừng quên để lại cho mình một like với cả một subscribe ở bên dưới để mình có thêm nhiều động lực, mình nghiên cứu thêm và mình làm thêm nhiều những cái content bổ ích như này nữa cho anh em, dành cho những anh em mới chơi hay là những anh em nào chưa biết. Ok không? Và nếu mà anh em muốn mình làm thêm về những cái điều bổ ích gì nữa thì anh em có thể comment ở bên dưới cho tôi biết để tôi nghiên cứu thêm và tôi làm cho anh em nhá. Ok thì rất cảm ơn anh em đã xem đến hết clip này, thì bây giờ thôi, lời cuối rồi. Tạm biệt cả nhà nhá.